Linh Hậu Giang xin chào mọi người ha. Thì mình mới nhận con Samsung Z6 cộng thay màn hình với chạy mật khẩu luôn mọi người. Thì bây giờ mình chạy mật khẩu cho khách xong rồi nhưng mà nó bị dính tài khoản FGB. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện mở khóa cái tài khoản FGB bằng Unlock Tone ha. Thì ở trên Unlock Tone thì mọi người đăng nhập vô. Mọi người đăng nhập Unlock Tone. Xong rồi mọi người mở qua cái tab Samsung ha. Ở đây tab Samsung đây ha. Ở đây mọi người thấy điện thoại mình hiện là bắt buộc phải nhập xác minh Google. Thì mình không có được cái thông tin xác minh thì mình sẽ tiến hành bypass ha. Để bypass thì mọi người sẽ cắm cáp điện thoại. Cắm cáp vào điện thoại. Rồi mọi người chẳng trở về ha, chẳng trở về tới trở bàn phím khẩn cấp nè. Mọi người thực hiện nhấn lệnh sao thân không sao thân. Thì lúc này điện thoại nó sẽ chuyển qua cái chế độ test của Samsung ha. Thì mọi người nhấn vào test Samsung và chọn cái hàng màu xanh nè, cổng cơm ha. Rồi ngồi nhấn continue. Ở đây thì tôi nó đang chạy lệnh. Mọi người thấy trên màn hình điện thoại nó hiện là cho phép gỡ lỗi USB ha. Thì mình sẽ nhấn luôn cho phép và chọn cho phép ha. Thì lúc này mọi người thấy ở trên tool nó sẽ chạy rất là nhanh luôn. Chạy lệnh rất là nhanh. Và nó báo xóa FGB OK ha. Thì lúc này mọi người nhìn thấy trên điện thoại thì nó đã kích hoạt vào bên trong rồi. Đây mình sẽ chỉnh lên sáng lên cho mọi người xem ha. Mình rút cáp ra được rồi. Sao không chỉnh độ sáng đây. Đây mọi người thấy là cái máy nó kích hoạt vô trong nha mọi người. Đó. Vậy là cái hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc nha. Chúc mọi người thành công nha. Liên hệ Mưu Tôn thì mọi người gọi cho mình qua số 0984 772 881 ha. Rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha.